Yêu rất là hay cộc tính và hay mắng Chi, cho nên là cộc tính và mắng Chi đều giận như nhau vậy á. Chắc là dạo gần đây có vẻ hay phê phán và chê mình là hơi bị cộc tính. Mệt cũng cộc tính mà. Nói chung là rất là dễ bị khó chịu, và khi mà cộc tính thì sẽ Chi sẽ là người phải chịu được hết những cái lời nói đó của Gil. Điều mà làm cho Gil hay giận ở Chi nhất đó chính là đôi lúc là sự vô tư trong nhiều thứ. Đôi lúc nó vô hại, nhưng mà đôi lúc nó làm cho những người xung quanh, hay là gần nhất là Gil thôi, đôi lúc cảm thấy bị tủi thân và hơi buồn tí. Thích nhất ở Gil là Gil luôn biết cách quan sát, quan tâm và chăm sóc những người mà Gil yêu thương. Ví dụ như Chi thấy Gil đối với gia đình của Gil thì Gil cũng rất là chu đáo cho gia đình. Và Chi với cương vị một người bạn thân thì cũng luôn luôn được Gil quan tâm và để ý từng tí một.